Mình chào quý vị và các bạn. Trang truyền hình địa phương hôm nay do Đài Truyền thanh Truyền hình Minh Hóa thực hiện. Trong chương trình này, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn, có phóng sự phản ánh về những dấu ấn, những sắc màu của tuần lễ văn hóa thể thao du lịch vào hồi rằm tháng 3 Minh Hóa được tổ chức thành công vừa qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện đề án số 85 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hỗ trợ bồi dưỡng sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2018. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa đã tổ chức cấp phát bò rồng cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Trong đợt này, toàn huyện có 100 hộ nghèo được hỗ trợ 100 con bò cải giống lai từ 50 đến 70% máu Brahman, mỗi con có trọng lượng từ 110 đến 125 kg, có giá khoảng 15 triệu đồng mỗi con. Đây là những con bò khỏe mạnh đã tiêm đầy đủ vaccine phòng chống dịch bệnh trên gia súc và được tuyển chọn khá nghiêm ngặt. Trước khi nhận bò giống, các hộ nghèo được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, hỗ trợ vaccine tiêm phòng một số loài dịch bệnh như lở mồm, long móng, tụ huyết trùng. Để giúp bà con nông dân chăn nuôi đạt hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa có kế hoạch kiểm tra giám sát việc chăm sóc, phát triển số bò giống đã hỗ trợ. Đồng thời phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các gia đình chăm sóc quản lý vật nuôi, tuyên truyền vận động các hộ được hỗ trợ áp dụng nghiêm túc quy trình chăn nuôi, chăm sóc theo yêu cầu của đề án. Hiện nay, các diện tích hoa màu vụ đông xuân đang sinh trưởng phát triển tốt. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Hòa Sơn đang tập trung nhân lực tiến hành chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Vụ đông xuân năm nay, bà con nông dân xã Hòa Sơn gieo trồng được 90 ha lạc, 40 ha ngô và gần 20 ha đậu các loại. Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên cả diện tích hoa màu đông xuân của xã Hòa Sơn phát triển tốt. Trong những ngày này, bà con nông dân đang tập trung xuống đồng để làm cỏ vun gốc bón phân cho cây trồng. Đến thời điểm này, chưa phát sinh sâu bệnh gây hại đáng kể nào trên cây trồng vụ đông xuân. Để đảm bảo vụ thu hoạch thẳng lời ngay từ đầu vụ, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn cũng đã chỉ đạo bà con nông dân đưa các giống hoa màu trung và ngắn ngày có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất nhằm tránh thiệt hại do thời tiết mưa rét đầu vụ. Đồng thời khuyến cáo bà con nông dân tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh không để phát sinh và lan ra trên diện rộng, ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng. Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa đã tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, giai đoạn 2013-2018 của lực lượng vũ trang huyện. Qua 5 năm thực hiện đề án, lực lượng vũ trang huyện Minh Hóa đã thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung, chủ trọng công tác biên soạn tài liệu giáo dục chính trị cho các học viên, nâng cao phương pháp giảng dạy. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo của các lực lượng được nâng lên qua hàng năm, với tỷ lệ khá giỏi đạt từ 75 đến hơn 85%. Bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện Minh Hóa tiếp tục tăng cường sự đổi mới về hình thức, triển khai các phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị địa phương, khuyến khích việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời để thúc đẩy phong trào thi đua dạy và học rộng khắp trong lực lượng vũ trang huyện. Khối thi đua công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng chí Đinh Thanh Tương ở thôn Yên Nhất, xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, nguyên cán bộ công an huyện Minh Hóa có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn của gia đình đồng chí, đồng đội, công an các huyện, thị xã, thành phố đã quyết định trích từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong khối với số tiền 80 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng chí Đinh Thanh Tương. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tinh thần tương thân tương ái của cán bộ chiến sĩ, công an, khối thi đua huyện, thị xã, thành phố đối với đồng chí, đồng đội. Mong muốn đồng chí Đinh Thanh Tương sớm có một ngôi nhà vững chãi, kiên cố, đảm bảo nơi ăn trốn ở, vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, huyện Minh Hóa vừa tổ chức thành công tuần lễ văn hóa thể thao du lịch vào hồi rằm tháng 3 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, phong phú, hấp dẫn, mang đặc trưng riêng có của vùng miền đã tạo được ấn tượng sâu sắc. Những sắc màu đặc biệt về một vùng quê có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách, nền văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, đây cũng là điểm mở đầu cho một mùa du lịch 2018 đầy sôi động của huyện Minh Hóa. Ngay trước khi diễn ra tuần lễ văn hóa thể thao du lịch vào hồi rằm tháng 3, các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du lịch của huyện Minh Hóa đã được tổ chức một cách đồng bộ và có sức lan tỏa sâu rộng. Vì vậy, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong tỉnh và du khách thập phương, tạo khí thể vui tươi sôi nổi, góp phần quan trọng tạo nên sự thành công cho sự kiện văn hóa xã hội quan trọng này. Ủy ban dân huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3. Ban tổ chức tuần lễ thành lập các tiểu ban để phục vụ các hoạt động của tuần lễ. Các tiểu ban này đã giúp ban tổ chức điều hành các hoạt động của tuần lễ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức thành lập các đoàn, đội tuyển để tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, ẩm thực và quảng bá du lịch. Chỉ đạo các địa phương liên quan chỉnh trang các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các điểm du lịch và làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Do đó, trong thời gian diễn ra các hoạt động của tuần lễ đã đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các hoạt động thể dục thể thao với những trận thi đấu bóng chuyền nam nữ diễn ra hấp dẫn, sôi nổi và quyết liệt, thu hút một lượng lớn khán giả đến xem và cổ vũ. Cùng với đó, các môn thể thao truyền thống như kéo co, bắn nỏ, đánh đu, ném xoang, cờ thẻ cũng được tổ chức, đồng thời đã khiến cho lễ hội thêm đặc sắc và hấp dẫn. Một trong những hoạt động mang tính chất tâm linh điển hình cho tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 Minh Hóa là lễ dâng hương tài thác bụt, cầu mong một năm mới tốt đẹp, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tại đây, người dân và du khách có dịp hiểu thêm về văn hóa truyền thống của quê hương Minh Hóa. Và chương trình Hội Rằm Quê Tôi đã tái hiện một cách sinh động những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của các dân tộc sinh sống trên vùng đất phía Tây của tỉnh Quảng Bình. Với Hội Rằm, du khách được nghe hát nhà trò, đắm mình trong âm điệu thiệt tha tràn đầy tình yêu thương, trong những bài hát ru của người nguồn Minh Hóa. Qua những câu hò điều ví, cả nghệ nhân đã phô diễn vẻ đẹp của quê hương, con người Minh Hóa. Vẻ đẹp được kết tinh qua lao động sản xuất, đồng thời các người sự phấn đấu nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Minh Hóa trong thời kỳ đổi mới với những thành tựu mới, quyết tâm xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Là địa phương có tiềm năng về du lịch và xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế động lực của huyện, nên trong tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3, các hoạt động quảng bá du lịch, xúc tiến du lịch cũng được huyện Minh Hóa đặc biệt chú trọng. 16 gian hàng ẩm thực với những món ăn dân dã đặc trưng vùng miền được chế biến trưng bày làm nức lòng du khách chính là điểm nhấn tạo nên thành công cho sự kiện văn hóa xã hội này. Món ăn của chúng tôi thì tuy nó đơn giản nhưng mà nó sạch, đảm bảo an toàn. Mỗi món ăn thì đều nó có ý nghĩa và linh hồn của dân tộc chúng tôi. Tuy nó đơn giản nhưng mà chất chứa cái tình cảm, bản sắc dân tộc của chúng tôi. Đấy là một cái lễ hội rất là đặc biệt và bản thân em lần đầu tiên được tham gia thì em cũng rất là ấn tượng về cái này. Đặc biệt đấy là cái lễ hội truyền thống hàng năm thì là tất nhiên rồi em sẽ quay lại. Trong khuôn khổ của tuần văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3, nhân dân các dân tộc huyện Minh Hóa và du khách gần xa còn được hòa mình vào các hoạt động triển lãm, ảnh nghệ thuật với chủ đề Quê hương và con người Minh Hóa, hội diễn nghệ thuật quần chúng, vui phiên chờ rằm, tham quan khám phá các di tích danh lam thắng cảnh của Minh Hóa. Em đã có đi một số hang động với lại có tắm suối tự nhiên thì trước nhất thì em thấy con người Minh Hóa mình rất là dễ thương và hiếu khách, gọi là cực kỳ hiếu khách luôn. Thì hôm qua giờ em được tiếp đãi cũng khá món ăn của địa phương, nhưng mà hôm nay tới đây thì lại biết thêm rất là nhiều những cái món ăn khác đặc biệt. Có thể nói tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 Minh Hóa năm 2018 đã được tổ chức có trọng tâm trọng điểm và đã thể hiện được nét đặc trưng, dấu ấn riêng của mảnh đất và con người Minh Hóa. Đây cũng chính là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước khi đến với vùng quê giàu bản sắc, tạo tiền đề quan trọng để huyện Minh Hóa xác định hướng đi mang tầm chiến lược nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch tại địa phương. Mặc dù thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến các hoạt động của tuần lễ, nhưng các hoạt động của tuần lễ vẫn diễn ra theo như kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, đã thu hút hàng vạn lượt du khách về với lễ hội. Ủy ban nhân dân huyện, ban tổ chức tuần lễ khẳng định rằng tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 thành công tốt đẹp. Những hoạt động của tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 Minh Hóa năm 2018 khép lại, nhưng ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách thì vẫn còn mãi. Không khí vui tươi phấn khởi của lễ hội, nét văn hóa độc đáo riêng biệt của đất và người Minh Hóa mãi là điểm thu hút nhiều chân du khách gần xa tìm về. Trang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Minh Hóa thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.